Theo AFP, ngày 15 tháng 10, cảnh sát Israel cho biết đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố gần thành phố Ashdod, miền nam Israel, làm một cảnh sát thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra tại nút giao thông Jane trên xa lộ núi Ashdod với Tel Aviv. Theo phát ngôn viên cảnh sát, kẻ tấn công đi bộ đến đường chính, bắn tử vong một cảnh sát rồi tiếp tục nổ súng vào những người khác. Một nhân viên y tế ngoài giờ đã kịp thời bắn hạ tay súng. Vụ tấn công này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng dao ở Hedera, khiến một người thiệt mạng và năm người bị thương. Phong trào Hồi giáo Hamas sau đó đã hoàn nghênh vụ tấn công này và kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhắm vào Israel. Ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Italy yêu cầu tăng cường an ninh hơn nữa cho tất cả binh lính của nước này được triển khai tại Liban. Italy đã triển khai quân đội trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, được gọi là UNIFIL, khi Israel đưa quân qua miền Nam Liban nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah, căng thẳng giữa Israel và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc UNIFIL gia tăng. Phái bộ UNIFIL cho biết đã nhiều lần bị quân đội Israel tấn công trong những ngày gần đây. Phát biểu trước thượng viện Italy, thủ tướng Giorgia Meloni cho biết: "Italy yêu cầu đảm bảo an toàn cho binh lính của chúng tôi. Cùng với binh lính của các quốc gia khác, binh lính của Italy đã đóng góp cho sự ổn định dọc theo biên giới Israel-Liban trong nhiều năm." Do đó, Italy coi thái độ của Israel là hoàn toàn không có cơ sở. Ngoài ra còn thể hiện sự vi phạm trắng trợn những gì đã được thiết lập, theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết, nước này đã sẵn sàng tăng cường sự hiện diện của quân đội ở miền Nam sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào đạt được. Trả lời phỏng vấn, ông Mikati nêu rõ, hiện Liban có 4.500 binh sĩ tại miền Nam và mong muốn tăng con số này lên khoảng 7.000 đến 11.000 người. Li-băng có thể điều động binh lính từ các vùng khác của đất nước về phía nam ngay sau khi lệnh ngừng bắn đạt được. Ông thông báo, quân đội Israel có lúc xâm nhập miền nam Li-băng. Phía Israel tuyên bố đã triển khai chiến dịch quân sự với quy mô hạn chế trên bộ ở nước láng giềng Li-băng khoảng 2 tuần trước. Thủ tướng Mikati cũng cho biết Li-băng đã xếp chặt an ninh tại sân bay quốc tế Beirut, cửa ngõ hàng không duy nhất của Li-băng. Theo CNN, ngày 15 tháng 10 Văn phòng thủ tướng Israel đã lên tiếng về thông tin của tờ Washington Post, tiết lộ thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hứa với tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Tel Aviv sẽ không nhắm vào các mục tiêu phi quân sự ở Iran. Văn phòng thủ tướng Israel cho biết trong một thông cáo, "Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng về các mục tiêu ở Iran sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích quốc gia của Israel." Cũng theo thông cáo của Israel, "Vấn đề an ninh của nước này quan trọng hơn bất kỳ phép tính ngoại giao nào khác." Trước đó, nguồn tin của tờ Washington Post tiết lộ, ông Netanyahu đã nói với ông Biden rằng Israel sẽ chỉ tập kích các mục tiêu quân sự ở Iran để tránh làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Cùng ngày, tờ Financial Times tiết lộ về việc Tel Aviv đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không. Một quan chức quân sự Mỹ cho biết, vấn đề đạn dược ở Israel là nghiêm trọng. Nếu Iran và Hezbollah cùng tổ chức không kích, thì hệ thống phòng không của Tel Aviv sẽ bị kéo căng. Mỹ đang giúp Israel giải quyết vấn đề này, nhưng Tel Aviv phải chọn ra những khu vực muốn ưu tiên bảo vệ. Cũng theo nguồn tin của Financial Times, nguồn cung tên lửa dự trữ không phải vô tận và Mỹ không thể duy trì việc hỗ trợ liên tục cho cả Israel và Ukraine. Theo CNN, truyền tướng Esma Inqani xuất hiện trong một bản tin trực tiếp của đài truyền hình nhà nước Iran, Irin, vào sáng thứ Ba ngày 15 tháng 10. Ông Quanни cùng các quan chức khác đã tham dự nghi thức tiêm nhận thi thể Abbas Niforussan, một nhân vật cấp cao thuộc IRGC thiệt mạng ở Liban, khi ông Niforussan được đưa về sân bay Mehrabad, Tehran, trước tang lễ. Ông Niforussan bị ám sát cùng thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nazara trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel và Beirut hồi tháng 9. Việc ông quani vắng mặt trong các sự kiện chính thức kể từ đầu tháng 10 làm dấy lên tin đồn rằng vị tướng này có thể đã thiệt mạng. Các quan chức Iran và truyền thông nhà nước nhiều lần phủ nhận tin đồn về cái chết của ông Qani. Theo thông tin được tờ Washington Post cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chia sẻ với Mỹ rằng Israel sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran chứ không phải các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ. Một quan chức chia sẻ với Washington Post rằng Thủ tướng Israel đã đồng ý lên kế hoạch tấn công Iran theo cách không làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ sắp tới bởi một cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng Iran có thể khiến giá dầu tăng vọt, gây ảnh hưởng đến cơ hội của Phó Tổng thống Kamala Harris trước những cử tri vốn không hài lòng về giá xăng tăng cao. Cũng theo quan chức này, hành động đáp trả của Israel sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tại Mỹ. Trong diễn biến liên quan, tờ Times of Israel đưa tin, sau cuộc tấn công gây thương vong lớn ở căn cứ huấn luyện quân sự thuộc Lữ đoàn Golani của quân đội Israel ở Benjamina trong đêm 13 tháng 10, không quân Israel đã đặt mục tiêu xóa sổ hoàn toàn đơn vị 127, tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất, bảo dưỡng và vận hành các máy bay không người lái UAV của Hezbollah. Nỗ lực tiêu diệt mọi thành viên của đơn vị 127 cũng sẽ được ưu tiên trong công tác thu thập thông tin tình báo và triển khai không kích. Quân đội Israel vừa công bố một đoạn băng hình về một đường hầm được cho là của lực lượng vũ trang Hezbollah tại miền nam Liban, cách căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc UNIFIL chỉ khoảng 200 mét. Quân đội Israel nhấn mạnh việc xây dựng căn cứ quân sự của Hezbollah vi phạm nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua vào năm 2006, vốn quy định các nhóm vũ trang không thuộc chính phủ Liban không được tiến vào miền nam Liban giáp với Israel. Đoạn băng hình của quân đội Israel được công bố trong bối cảnh nước này hứng nhiều chỉ trích từ quốc tế sau khi nổ súng vào các cơ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình. Trong một diễn biến đáng chú ý, Iran vừa phát đi thông điệp, nước này sẽ không trả đũa trong trường hợp Israel chỉ tấn công hạn chế để đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran. Truyền thông Israel dẫn nguồn thạo tin giấu tên ngày 14 tháng 10 cho biết, thông qua trung gian, Iran đã gửi cắm đến Mỹ và Israel thông điệp rằng chu kỳ ăn miếng trả miếng hiện tại giữa Iran và Israel chấm dứt nếu Tel Aviv phản ứng hạn chế với cuộc tấn công tên lửa hồi đầu tháng của Tehran. Thông điệp trên được cho là đã được gửi qua các kênh ngoại giao bí mật liên quan đến các nước châu Âu đóng vai trò trung gian. Trước đó, Tehran cũng phát tín hiệu sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng, ngoại trừ cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân. Mỹ và Israel hiện chưa phản hồi thông điệp của Iran. Ngày 14 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại mạnh mẽ sau khi một số nhân viên làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở miền nam Liban bị thương trong bối cảnh xung đột gia tăng giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong một tuyên bố, hội đồng gồm 15 thành viên cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự an toàn và an ninh của nhân viên và cơ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, Inifin tuyên bố khẳng định lực lượng gìn giữ hòa bình và các cơ sở của Liên Hợp Quốc không bao giờ là mục tiêu của một cuộc tấn công, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với UNIFIL và tầm quan trọng của lực lượng này đối với sự ổn định trong khu vực. Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các biện pháp cụ thể và thiết thực hơn nữa để thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 được thông qua vào năm 2006 nhằm gìn giữ hòa bình ở biên giới giữa Liban và Israel. Trong hai tuần qua, Israel liên tiếp kêu gọi UNIFIL di chuyển 5 km khỏi đường xanh vì sự an toàn của lực lượng này. Đáp lại lời kêu gọi trên của Israel, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, ông Jean-Pierre Lacroix, ngày 14 tháng 10 khẳng định, nhân viên của UNIFIL sẽ không rời bỏ các vị trí nhiệm vụ của họ ở Liban. Theo quan chức này, Liên Hợp Quốc liên tục đánh giá tình hình và đã có kế hoạch để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.